sáng ngày 23 tháng 10, lễ an táng liệt sĩ Nguyễn Anh Duy sinh năm 2000 được tổ chức trọng thể tại nhà riêng thuộc xóm Nam Kẻ Gai, xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An. Liệt sĩ Nguyễn Anh Duy là chiến sĩ phòng tham mưu kế hoạch Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quân khu 4, là một trong 8 cán bộ chiến sĩ quê Nghệ An hy sinh trong trận sạt lở núi vùi lấp 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quân khu 4 đóng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị rạng sáng ngày 18 tháng 10 vừa qua. Đồng chí Nguyễn Anh Duy cũng là người cuối cùng được tìm thấy và đưa ra khỏi khu vực bị nạn. Lãnh đạo quân khu 4, đại diện các tổ chức đoàn thể tỉnh Nghệ An, huyện Hưng Nguyên, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 và đông đảo bà con nhân dân đã đến chia buồn tiễn đưa người liệt sĩ trẻ tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. Tại lễ tang, thắp nén tâm nhang lên anh linh liệt sĩ, các đại biểu và người dân tham dự lễ tang bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và tri ân sâu sắc đối với trung sĩ Nguyễn Anh Duy, chiến sĩ trẻ đã xếp mọi ước mơ để tình nguyện tham gia quân ngũ, không ngại gian khó, hy sinh mình thực hiện nhiệm vụ cao cả khi mới tròn tuổi 20. Sinh ra trong một gia đình theo đạo Thiên Chúa giáo, bước qua tuổi 18, Nguyễn Anh Duy tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia vào quân đội. Duy là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Khi cháu vừa học xong lớp 10 thì bố qua đời. Cháu nó tuy ít tuổi nhưng suy nghĩ chín chắn. Đợt tuyển quân năm đó, cháu xung phong nhập ngũ, bảo phải thực hiện xong nghĩa vụ công dân rồi mới tính tương lai. Duy nói quân đội là môi trường tốt để rèn luyện bản thân, bà Lê Thị Hoa, hàng xóm của gia đình Duy tâm sự. Bố đi làm xa khi Duy chưa được 10 tuổi, khi ông trở về, gia đình đoàn tụ được một thời gian ngắn thì bố Duy qua đời vì bạo bệnh. Tuổi còn trẻ, nhưng Duy rất hiểu chuyện, thường xuyên động viên, bù đắp những thiệt thòi về tình cảm của mẹ. Duy luôn bảo sau này ra quân, đi làm kiếm tiền nuôi mẹ, không để mẹ phải khổ hay vất vả. Nhưng giờ thì người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Xót xa quá, anh Hiền hàng xóm cho biết. Chị Trần Thị Duyên, mẹ Duy khóc ngất bên chiếc quan tài phủ quốc kỳ của con. Duy ơi, con nói 2 tháng nữa ra quân, con về chăm sóc mẹ. Giờ con không về, mẹ biết sống sao đây? Người phụ nữ sớm chịu nỗi đau mất chồng, khóc gào tên con trong tột cùng đau đớn. Tối ngày 17 tháng 10, đoàn cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 trở về đơn vị sau những ngày giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Họ được lệnh đi ngủ sớm để sáng mai tiếp tục hành quân đến những nơi mưa lũ tàn phá, sơ tán bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Nhưng một mái núi đã ập xuống lúc 1 giờ 30 phút sáng, vùi lấp tất cả. Sáng ngày 23 tháng 10, rất đông bà con giáo xứ Kẻ Gai đã đến tham dự lễ tang và cầu nguyện cho liệt sĩ Nguyễn Anh Duy. Liệt sĩ Nguyễn Anh Duy hy sinh để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn thể mọi người trong giáo xứ. Trong niềm tiếc thương đó, chúng tôi cũng rất đỗi tự hào về con. Sự hy sinh anh dũng của con vì bình yên cuộc sống nhân dân là điều rất trân trọng. Linh mục Nguyễn Hồng Ân, quản sứ giáo xứ Kẻ Gai nói về tín hữu đã qua đời. Với đức tin của mình, ông và toàn thể giáo dân đã hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn liệt sĩ Nguyễn Anh Duy được sớm hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Sáng cùng ngày, liệt sĩ Nguyễn Anh Duy được an táng trọng thể tại nghĩa trang dòng họ ở quê nhà. Trong số 8 cán bộ chiến sĩ hy sinh quê ở Nghệ An, huyện Hưng Nguyên có 2 người là trung sĩ Nguyễn Anh Duy và thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Cao Cường, nhân viên xăng dầu thuộc phòng hậu cần kỹ thuật đoàn 337 quân khu 4 quê ở xã Hưng Đạo. Chiều cùng ngày, chính quyền địa phương sẽ phối hợp cùng với gia đình tổ chức lễ an táng cho liệt sĩ Lê Cao Cường tại quê nhà. Kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2020, khi nhận được tin chiến sĩ Nguyễn Anh Duy hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, bà con giáo xứ nơi đây luôn kể về đồng chí Duy với sự xúc động tự hào. Đến gia đình liệt sĩ Nguyễn Anh Duy, trước khi linh cữu của anh được đồng đội người thân đưa về quê nhà, đã có rất đông các đồng chí lãnh đạo, chính quyền, các ban ngành huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và các thành viên trong hội đồng mục vụ giáo xứ Kẻ Gai và bà con nhân dân đến động viên chia sẻ với gia đình. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã để lại muôn nỗi tiếc thương, đau đớn không chỉ với gia đình, đồng đội, bạn bè mà với cả bà con nhân dân. Xin được tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng.